Đằng sau nhà có một cái hồ, ở chỗ công viên có một cái hồ lớn, vì vậy ngỗng với vịt nó hay về đấy, nó tìm cá nó ăn đó. Xong rồi chán thì nó lại bay ra, nó đi nó nhặt cỏ này, nó hay 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 tới khu này lắm. Đây là cái bầy ngỗng, con nào con đó to tướng. Nếu mà bên bên này người ta không có dám bắt tụi nó thịt giống như bên Việt Nam mình đâu. Bắt này là tụi nó gọi cảnh sát tới nó bắt nó phạt chết luôn. Vậy ngỗng vịt bên này cứ ngang nhiên nó đi trên đường, nhiều khi nó dẫn theo cả bầy con nữa, đẹp lắm. Sóc, con chim, con chuột nó chạy ở đường, nhiều khi xe nó kẹt chết luôn, nó chạy nó đứng như nhơn ở đường, nó chả sợ người nữa. Đấy, đẹp không? Con nào con nó béo quá ha, nó không có sợ người đâu, đó, đang đứng ngay trước mặt tụi nó đâu có sợ đâu. Nó không có sợ người, nó không có tránh đâu. Ô tô nhiều khi nó đi ngông ngông đường, mấy cái ô tô chạy không dám chạy, phải dừng lại đợi cho nó tụi đi qua rồi mới dám đi. Đẹp đấy, trời hôm nay hơi se se lạnh, mùa thu. Cây cối mấy bữa nữa là bắt đầu nó sẽ chuyển sang màu vàng, màu đỏ, rất là đẹp. Cái tiểu bang này nó nhiều cây cối lắm, nhà chung quanh thì mình thấy hoa cũng bắt đầu tàn rồi, cái bụi hoa hồng thư này cũng bắt đầu tàn dần rồi. Mấy bông hoa hồng này nó sắp tàn đến nơi này, lạnh là chết hết rồi. Mùa hè nó lại nên đẹp. Thôi, bye bye nha.